Hello mọi người, hôm nay mình đi xem nhà mẫu ở Wading Ridge ở Wesley Chapel. Đúng là nó xây lâu lắm rồi nó không cho xem, mà bữa nay ngày đầu tiên họ vô phía trong để mình xem cảnh nhà nó quay sao, nó xây sao để mình quay lại cho mọi người xem. Ok. Hello, hello. Thank you, thank you. We go in first. How back door, right? Yes, it goes straight. Okay, thank you. Hello, Luke. Hi, how are how you? How you doing? Good, how are you? Mình không có dự định mua nhà nên mình chạy vô mình quay thử thôi, thì mọi người cũng theo mình nha. Nhiều người quá, ngày đầu tiên. Mấy cái kiểu này khác bên nhà mình đó. Hơi khác đi. Thấy khác nhiều quá. Yeah, nó có nhiều mẫu nè. Thấy có nhiều mẫu lạ hơn, mấy cái mẫu này đâu có đâu. Ừ. Mấy cái mẫu này giống nhỏ nhặn thí nè. Như có, nhà bự. Mẫu ở trong này nhưng có bên mình đâu, nó hay khác chút á. Carson. Đây để cho một gia đình đi vô và đi ra, mấy người kia phải đợi. Không ai đi vô được lượt. Oh, không có cái landing ta. Which one's the landing? Different. Mấy nhà bên đây different với bên nhà mình luôn. Yeah. Rồi có giống mình ở đâu? Khác khác, mình muốn vô giờ mình đợi đi. Vậy? Muốn vô vô xem nào mình đợi đi. Giống giống nhà Nga nè. Giống thôi chứ không giống. Không giống đâu. Mình thấy khác. Laurel. Cái này giống giống Eastern. Bên mình đó. Edison. Cái đó là giống như Sabatian đó. No. Không, khác hết trơn à. Không. Thấy khác hết trơn. Bên kiểu khác. Bên đây cũng kiểu khác luôn, không giống của Nga. Cũng Nga cũng đâu giống. Đi, ít cái này mình vô này trước đi. Như nhà nhỏ là mấy cậu. Chắc buôn cái nhà nhỏ này. Hello, hello. 3 bedroom, how you doing? Thank you. This is the Laurel model. 3 bedroom, 2 nè. Em mình đi vô xem nha. Căn nhà đầu tiên. Giống giống nhà nghe không? Không giống. Khác biệt luôn, vậy giống gì đây nè. Không khác mà đâu giống đâu. Thì mới vô mình đi nó có cái phòng như phòng khách đây. Cái này nó khác hơn phòng nhà nghe. Khác hơn. Cái này nó có cái bathroom. Khác thì bên đây nó có hai phòng ngủ. Đó, phòng ngủ. Phòng nhỏ hả? Phòng đâu có bự. Bên đây thì có cái phòng giặt. Great rooms. Cái mô đồ kiểu này nhìn thấy là đẹp hơn bên kia nha. Nhà bếp nè.
feel like wanna buy. Feel like wanna buy another one. Yeah. They need to come down on the price. Oh, they have a carpet over here. It used to be $3.99. Cái này là cái master bedroom. Cái master bedroom như thế này nó có làm cái này là đẹp không nè. So this is the master bedroom and master bathroom. Cái này cái master bathroom này. Ok, cái này phía sau nè các bạn. Thì phía sau nó có một cái chỗ ngồi giống như ngồi ăn nhậu đồ á. Nó có cái bàn này không? Ok, mọi người ai có muốn mua căn không? Căn thứ nhất thôi, 3 phòng ngủ, 2 phòng rửa tắm. Cái này 3 phòng ngủ, 2 phòng rửa tắm mà có thể mình transform cái này thành một phòng ngủ được nữa. Hey, cái này là cái office mà có thể mình làm thành một cái phòng ngủ luôn. Ok, thank you. Nice meeting you. You too. How you doing? Hi. That's it, căn đầu tiên. Căn đầu tiên gì xong? Model này là Laurel. 3 phòng ngủ, 2 phòng rửa tắm với một cái office có thể convert thành một cái bedroom full. Thank you. Cái 200 tới 400 mấy mắc không chứ? Nhiều. 400 mấy, 410 15 ngàn. Thì giá lên rồi. Lên chứ mà nó nhỏ có 2160 mấy square. Mắc các bạn. Giờ đó mình đi vô rồi Edison nào không đi. Kính thưa anh chị và các bạn, phần video này đến đây là hết. Hy vọng video này có thể giúp được ai đó tìm được một căn nhà mới như ý cho gia đình của mình. Và nếu được cho mình xin một nút like, chia sẻ và subscribe kênh. Và hẹn gặp lại mọi người ở một video kế tiếp.